Ba, tay chân Như Lai đều mềm dịu như bông đổ la, bông sợi, hơn hết tất cả, đó là tướng thứ ba. Bốn, giống như nhạn chúa, giữa các ngón tay ngón chân của Như Lai đều có màn da và hoa văn bằng màu vàng ròng theo nhau như bức tranh thêu, đó là tướng thứ tư. Năm, các ngón tay ngón chân của Như Lai tròn trịa thon dài rất khả ái, đó là tướng thứ năm. Sáu, gót chân Như Lai rộng dài đầy đặn tương xứng với mu bàn chân hơn hẳn các hữu tình khác, đó là tướng thứ sáu. Bảy, mu bàn chân của Như Lai dài cao đầy đặn mềm mại xinh đẹp tương xứng với gót chân, đó là tướng thứ bảy. Tám, hai bắp chân Như Lai tuần tự thon tròn như bắp chân của Nai Chúa Ế Nê La Diên.